Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu các bạn một con máy bằng bích minh của hãng Bosch với mã sản phẩm là GSR120LI. Đầu tiên thì đây là bộ phận hộp của phần máy nha các bạn. Đấy, khá là chất lượng, là được làm bằng nhựa và có tem mã vạch để chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng nhái. Logo thì được in dập nổi ở thân chiếc phần hộp luôn nha các bạn. Và có tem để mình phân biệt được con máy này sạc pin hay là sạc điện nha các bạn. Đây là con máy sạc pin, mình có tem đây nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nói về cái phần phụ kiện đi kèm với máy. Đầu tiên thì có hai cái catalog, một cái để dành cho catalog pin và một cái là để catalog máy nha các bạn. Đây. Và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc của hãng Bosch. Với bên cạnh đó thì hai pin và một sạc đi kèm với máy. Đây pin 12V nha các bạn. Khá là chất lượng, rất là nhỏ gọn của hãng Bosch. Chính hãng luôn nha các bạn. Và có thông số kỹ thuật in được trên phần pin luôn. Với bên cạnh đó thì bộ sạc này thì sạc được cho pin 10V và pin 12V, pin 8V nha các bạn. Với phần dây điện thì dài 2m và hai chấu sử dụng dòng điện 220V. Với bên cạnh đó thì con máy của chúng ta thì như các bạn thấy thì nó rất là nhỏ gọn và được thiết kế thì rất là bắt mắt và rất là chắc chắn nha các bạn. Phần tay cầm thì được ốp bằng cao su, chúng ta không bị trơn trượt tay khi bị dính mồ hôi tay và dầu mỡ. Với bên cạnh đó thì phần vỏ thì nhựa, được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp tới hàng Bosch. Phần tem thì có phần tem logo và phần tem in thông số kỹ thuật bên hông nha các bạn. Thì có bộ phận tem in tem bảo hành và tem chống hàng giả luôn nha các bạn. Bộ phận phía dưới thì bộ phận gắn pin thôi nha các bạn. Đấy, khá là đơn giản. Con máy thì khá là nhỏ gọn và rất dễ dàng sử dụng. Với phần công tắc thì có phần đảo chiều ở trên phần công tắc nha các bạn. Công tắc này thì công tắc bóp với chế độ vô cấp. Đấy, từ chậm tới nhanh nha các bạn. Rất là dễ dàng điều khiển để chúng ta khi bấm viết. Với phần điều chỉnh lực shift đây nha các bạn, từ 1 cho tới 20 thì ý theo các bạn chỉnh theo lực shift viết nha các bạn. Bên trên thì có phần điều chỉnh tốc, có hai chế độ. Đây, nhanh và chậm. Thì con này sử dụng cái vòng tua của nó là từ 0 tới 400, tối đa thì 1.500 vòng trên một phút nha các bạn. Với sử dụng đầu gắn mũi thì 10mm là tối đa nha các bạn. Đấy, 10mm là tối đa. Con này thì sử dụng cho gia đình hoặc thợ gia công cơ khí hay trong công trình lớn nhỏ được nha các bạn. Đấy, khá là thuận tiện và rất là dễ dàng sử dụng khi làm ở trên cao, không bị ngoại tay nha các bạn. Đấy, phản vít rất là chuyên nghiệp, phản bót. Đấy, sử dụng pin 12V và nó có mã là GSR120LI. Thì nếu các bạn có thắc mắc về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay hãy để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.